tại sao mà tôi không đặt cái cửa hàng của tôi tập trung tại một cái khu chợ truyền thống mà chuyên bán những cái dụng cụ giống tôi như vậy? Chào mừng các bạn đến với kênh của Nguyễn Quốc Trung, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái mô hình tôi đang kinh doanh, đó là một cái siêu thị kinh doanh về đồ nghề và những cái dụng cụ điện cầm tay tại thành phố Cần Thơ. Về cái mô hình kinh doanh này, đó là tôi có một cái xưởng ô tô. Thì trong cái thời gian tôi làm ô tô á, là những cái thiết bị, những cái dụng cụ, những cái máy móc mà đồ nghề của tôi thường hay bị thất lạc, và tôi hay đi ra những cái nơi cửa hàng truyền thống để chúng tôi mua. Thì tôi đang gặp một cái bất cập trong cái vấn đề tôi mua là tôi không có thể nào lựa chọn được những cái dụng cụ mà tôi đang cần thiết. Nhiều khi mà tôi biết nó nhưng mà tôi không biết tên gọi nó là gì, và tôi cũng gặp phải những vấn đề gọi là hàng nhái, hàng giả rất là nhiều, dẫn đến hàng nó không được chất lượng. Thì từ cái nhu cầu phát sinh của tôi như vậy nên là tôi mới nghiên cứu được cái mô hình này và tôi mở ra. Thì đó là một cái dạng siêu thị dụng cụ cầm tay. Thì khách hàng của tôi là những người gia đình, những người thợ, người ta có thể vào đây để người ta lựa chọn những cái hàng hóa mà họ cần, họ đi ra họ tính tiền. Và tôi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái mô hình tôi kinh doanh như thế nào và cách bố trí hàng hóa như thế nào. Mời bạn theo tôi theo dõi hết clip này nha. Thì hiện tại về cái cửa hàng của tôi tầm khoảng 170 m², nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì mấy bạn cũng thấy sẽ là mấy mặt tiền nằm ở một cái đoạn đường lớn và thuận tiện khách hàng qua lại. Và trên cái mặt tiền của thương hiệu của chúng tôi đặt có một cái tên rất là dân dã, đó là đồ nghề tự chọn. Và cái lý do tôi đặt cái tên này đó là khách hàng có thể vào đây lựa chọn những cái đồ nghề, những cái dụng cụ của mình theo một cách là siêu thị, khách hàng có thể tự do lựa chọn thoải mái. Còn những cái vấn đề nào mà liên quan tới kỹ thuật thì khách hàng có thể là nhờ nhân viên tư vấn kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng để mà tạo ra một cái sự không gian mua sắm là tiện nghi nhất cho khách hàng. Và cái vị trí mặt bằng tôi lựa chọn ở đây nó cũng là một cái lưu lượng đường là có rất là nhiều khách hàng đi qua lại với nhau, lưu lượng xe rất là đông hàng ngày, nên cái độ nhận diện của thương hiệu mình nó cũng là rất là dễ bắt mắt với khách hàng. Và có một lý do tại sao mà tôi không đặt cái cửa hàng của tôi tập trung tại một cái khu chợ truyền thống mà chuyên bán những cái dụng cụ giống tôi như vậy. Người ta nói cái câu là buôn có bạn bán có phường, nên là tại sao tôi không đặt như vậy. Nhất là tôi muốn tách biệt công ty tôi ra khỏi cái môi trường đó, và tôi muốn xây dựng một hình ảnh mới. Và vị trí của tôi thì cũng không xa những cái đơn vị mà đang cung cấp những cái chợ truyền thống khác, nhưng mà nó bù lại cho tôi là nhận diện được thương hiệu cao hơn, và tôi làm ra một cái không gian mở hơn đối với khu chợ đó. Và khi mà người ta đã trải nghiệm tại khu vực này rồi, trải nghiệm tại công ty của tôi rồi mà ta quay lại cái những cái cửa hàng truyền thống nhỏ hoặc là những cái khu chợ hơi bị hỗn tạp thì người ta sẽ không có sự tự tin để người ta mua, tại người ta chắc chắn rằng là khi đến tôi thì đó là những cái hàng chính hãng, thứ hai là cái dịch vụ khách hàng, và thứ ba là những chế độ hậu mãi bảo hành của tôi rất là phù hợp. Và bây giờ bước vào cái không gian bên trong showroom thì đây là bố trí cái phần tiếp tân và tính tiền của khách hàng ở đây giống như một cái siêu thị mô hình tiện lợi. Thì tại đây tôi sẽ có một nhân viên tính tiền và có những cái thông tin để cho khách hàng có thể là biết được là ở đây chúng ta đang kinh doanh gì. Có những cái sản phẩm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh bao gồm là dịch vụ trả góp, bao gồm kiểm soát là khách hàng vui lòng nhận hóa đơn để tránh sự tiêu cực cho nhân viên. Và ngoài ra tôi có những cái chính sách dành cho cái công ty của mình, là đó là tại sao những cái lý do mà mình nên an tâm mua tại đồ nghề tự chọn đó, và những cái chính sách bảo hành miễn phí và những cái giấy cung cấp chứng nhận tại công ty của tôi. Thì đây là cái khu vực mà rất là nhiều khách hàng họ sẽ tập hợp tại đây, họ chờ tính tiền và họ có thời gian họ xem những cái dịch vụ của mình, họ xem những chính sách của mình và tăng thêm cái lòng tin cho khách hàng khi mà khách hàng đến với chúng tôi. Và ngoài ra chúng tôi cũng bố trí một số cái hàng tiện lợi để mà khách hàng có thể mà khi tính tiền thì khách hàng có thể là thuận tiện để khách hàng mua kèm theo luôn, gia tăng lên. Thì mô hình này tôi học được từ những cái cửa hàng tạp hóa, những cái siêu thị mini, thì họ làm cái này rất là hiệu quả, đó là cái sự thuận tiện cho khách hàng. Rồi. Và cái phân khúc của tôi làm ở đây đó là tôi chọn là phân khúc hàng chính hãng. Tất cả hàng hóa ở đây đều có hóa đơn đầu vào rõ ràng, đều hàng chính hãng và có chế độ bảo hành đầy đủ của hãng. Tôi coi không bán hàng cho nổi, và chúng tôi định vị mình là một cái đơn vị chính hãng, trung tâm bảo hành và có hoàn toàn những cái sản phẩm dịch vụ chất lượng để mà cung cấp cho khách hàng. Thì trong cái không gian trưng bày các bạn cũng thấy là toàn bộ khu vực trên này nó sẽ là những cái hình ảnh liên quan tới những cái dụng cụ của máy móc của những cái hãng, và nó sẽ bố trí những cái khu vực. Tại đây thì tôi đã bố trí những cái khu vực ưu đãi là những cái hàng hóa nào theo trend, những hàng hóa nào theo nhất thời và những cái sản phẩm chương trình khuyến mãi thì tôi sẽ trưng bày tại khu vực ưu đãi này. Và bây giờ thì đang vào mùa mưa nên là tôi đang có trưng bày những cái máy rửa xe này để mà phục vụ cho khách hàng chăm sóc xe, rửa nhà, rửa sân, rửa nhà. Và khu vực này sẽ liên tục thay đổi. Ví dụ như những cái ngày khác tôi sẽ trưng bày những cái món khác, hoặc là những cái sự kiện tổ chức tại công ty mình á, tôi sẽ đưa vào những cái sản phẩm khác. Và khu vực bên đây tôi trưng bày thì hiện tại thì các bạn thấy đó là toàn bộ là khu vực này là toàn bộ khu vực máy, và bên kia là toàn bộ là khu vực dụng cụ cầm tay không có điện trong đó.
và để là thuận tiện cho khách hàng lựa chọn hơn. Và ngoài ra trong cái cách trưng bày này, chúng ta đã cố tình trưng bày theo những cái dòng hãng, theo một cái dòng hãng và theo cái công năng. Ví dụ đây là dòng máy hàng thì tất cả cái kệ này sẽ trưng lên là đều là máy hàng hết, để mà khách hàng có thể lựa chọn. Tôi lấy ví dụ khi mà khách hàng ban đầu, khách hàng vào, khách hàng có muốn mua một cái máy Makita, là máy mài Makita, nhưng mà khi khách hàng vào thì khách hàng có thể là cái giá đó nó không phù hợp với khách hàng, và khách hàng có thể là quan sát thêm vài một cái dòng máy tương tự công suất như nhau nữa và cái giá thành nó lại khác nhau, thì khách hàng có thể là đa dạng cho khách hàng để mà khách hàng lựa chọn. Cái đây gọi là cái chiến lược là trưng bày hàng đồng giá và trưng bày cái hàng cùng công năng với nhau để cho khách hàng thuận tiện hơn. Và một cái điểm mà nhấn tại công ty của chúng tôi là chúng tôi mở cửa nó hơi khác so với cửa hàng truyền thống ở ngoài. Chúng tôi bắt đầu hoạt động từ 7:30 và kết thúc vào 18:30 chiều. Và thông thường những cái cửa hàng ở ngoài á, là họ kết thúc vào lúc 5:00 chiều. Tại sao chúng tôi hoạt động đến 6:30 chiều? Thì lúc này chúng tôi đo cái hành vi của khách hàng. Ban đầu chúng tôi mở cửa đến 8 giờ tối, 20 giờ tối. Mà thời điểm mà khách hàng từ 18:30 đến 20 giờ thì nó rất là thưa. Nên là chúng tôi quyết định cắt giảm cái thời gian đó và chúng tôi đo lường lại. Thì sau khoảng 2 năm, 3 năm chúng tôi làm kinh doanh như thế này thì chúng tôi có đo lường được là cái khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18:30 là những cái khoảng thời gian mà những người ta thuận tiện, người ta đi làm về, những người thợ, người thầy kết thúc công việc của mình và người ta cứ ghé vào cửa hàng chúng ta để chúng ta mua hàng. Thì cái doanh số mà cái thời gian tôi đo lường theo thời gian thì nó tầm khoảng 10% toàn bộ doanh số của tôi trong ngày. Nên là tại sao tôi mở cửa đến là 18:30 khác hoàn toàn những khu vực kia. Và có thể là cái này các bạn, nếu mà các bạn làm kinh doanh bán lẻ, các bạn cũng phải để ý hành vi của khách hàng của mình. Tại sao những cái cửa hàng khác 5 giờ họ đóng cửa, nếu mà người tiêu dùng họ muốn mua thì họ đi mua ở đâu? Thì mình đang mở cái giờ trái với họ và mình cung cấp được cái giờ này. Và cái giờ này mình hoàn toàn có thể đo lường và mình có thể là điều chỉnh bất cứ lúc nào và theo thời điểm. Và thêm một những cái không gian trưng bày nữa là khi mà chúng tôi làm những cái bảng niêm yết giá như thế này. Thứ nhất là bên tôi là niêm yết giá nó rất là công khai, đầy đủ cho khách hàng luôn. Và cái thứ hai nữa là trong cái bảng giá này chúng tôi niêm yết những cái thông số kỹ thuật. Tại vì tôi là xác định mình là thuần thương mại, là chúng tôi là nhiệm vụ là bán cho khách hàng thôi và hiểu biết cơ bản về vấn đề kỹ thuật. Còn cái chi tiết sử dụng như thế nào thì tất cả các anh thợ, tất cả những người dùng khi mà muốn mua họ cũng đã tìm hiểu rồi, họ cũng đã có sử dụng rồi. Nên họ khi họ ra mình, cái điều quan tâm của họ là thứ nhất là phải hàng chính hãng hay không, thứ hai là chính sách giá như thế nào, và thứ ba có chương trình hậu mãi chăm sóc như thế nào, và thứ tư nếu mà tôi không có đủ tài chính thì có hỗ trợ cho tôi trả góp hay không. Và cái ngành điện máy này nè, khi mà chúng tôi làm ra thì chúng tôi là một trong những đơn vị đi đầu về cái làm trả góp cho những anh em thợ thầy, những cái người thợ, những người gia đình họ muốn mua cái số tiền lớn để họ khởi nghiệp thì họ có thể là áp dụng cái chương trình trả góp bên tôi để họ làm. Thì đối với một người mà muốn khởi nghiệp ra những cái ngành gọi là cơ khí, những ngành mộc hoặc là những một cái xưởng nào đó thì cần một cái số tiền rất lớn đầu tư cho những cái trang thiết bị này. Nhưng mà khi khởi nghiệp ra thì tiền đâu mà đầu tư? Thì đó. Khi mà nhận thấy được cái nhu cầu như vậy thì chúng ta đã cung cấp liên kết được với các đơn vị tài chính để làm hỗ trợ cho khách hàng có được trả góp. Và khách hàng chỉ cần mua và chính sách trả góp là từ 3 triệu đến 70 triệu đồng thì hoàn toàn giúp cho các bạn có thể là khởi nghiệp được bình thường với những cái dụng cụ trả góp này. Và các bạn có thể là trả trong vòng 3 tháng, 6 tháng đến 24 tháng. Vì chúng tôi xác định mình là một cái cửa hàng chuyên nghiệp, một cái siêu thị chuyên nghiệp, nên là chúng tôi có những cái bảng tiêu chuẩn cho nhân viên của mình. Ở đây là chúng tôi có để đây là khu vực cho nhân viên. Thì thứ nhất là tôi tuyên bố cái phẩm giá của nhân viên của mình như thế nào để cho nhân viên của mình biết được cái công việc của mình làm hàng ngày và cái tự hào về cái thương hiệu của công ty của mình. Ngoài ra là tôi cũng quy định về những vấn đề đồng phục. Đồng phục phải quy định như thế nào, nam như thế nào, nữ như thế nào, để tránh những trường hợp mà các bạn phải mặc đồ nó lại không đồng nhất với nhau. Hoặc là khi mà chúng ta trang bị trang phục rồi thì họ chỉ mặc cái áo vào thôi, mà không quy định quần, không quy định giày, thì không quy định tóc tai thì nó dẫn đến là hình ảnh của người nhân viên của mình nó không được đẹp lắm. Và một cái việc quan trọng là khi mà chúng ta chỉ dạy cho nhân viên mình, hướng dẫn cho nhân viên mình những cái việc được làm, nhưng mà quên mất rằng là chúng ta không nói họ những cái việc gì được không được làm. Nên vì đó là tôi có những cái bản là nội quy định là những cái điều nhân viên không được làm tại công ty tôi dán ngay tại cái vị trí mà mọi người nhân viên đều phải thấy, đó là ngay cái bảng chấm công của mình. Hằng ngày các bạn vào bảng chấm công các bạn sẽ đọc thấy những cái bảng này, thì bạn sẽ lâu ngày các bạn sẽ thành hình dung trong cái tâm trí của mình là mình không được làm những cái việc này là công ty cấm. Và tiếp tục nữa là những cái giao tiếp của khách hàng, là đối với người nhân viên của mình có những cái tiêu chuẩn giao tiếp như thế nào thì chúng tôi đều có ban hành ra và tôi dán những cái chỗ dễ thấy nhất. Một phần là để cho nhân viên mình biết được là tiêu chuẩn của công ty, một phần là cho khách hàng đánh giá mình là một người chuyên nghiệp, mình là có một cái sự đầu tư và cho nhân sự của mình. Và đây là cái phần 1 của cái video này chia sẻ về nghề khởi nghiệp kim khí điện máy. Và video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là kinh doanh điện máy này sẽ cần những cái kiến thức gì, lựa chọn nguồn hàng ra sao, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé.
Chúc mừng bạn đã xem hết video của Nguyễn Quốc Chung, và tôi có một phần quà tặng cho bạn, đó là quyển ebook nói về 100 chiến lược kinh doanh marketing đơn giản dễ áp dụng trong ngành bán lẻ. Bạn có thể áp dụng những chiến lược này để phát triển công việc kinh doanh. Đây là những chiến lược thực tế mà tôi đã áp dụng trong quá trình kinh doanh của mình, những kinh nghiệm của tôi và những cái bài học bản thân tôi đã trải qua và những người bạn của tôi đã tích lũy được, và hôm nay tôi dành tặng cho bạn. Bạn hãy tải về ở đường link bên dưới nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.